mong sống trong tình thương. Nhờ tình thương người dương thế biết ta thờ kính Chúa trên trời cao. À, không biết các quý vị sao, trong khi quý vị vào hội thánh thì khi mà hồi nãy ban thờ phượng có tập thì tập cái bài này là Này là truyện ký tôi. Này là truyện ký tôi, bản hát của tôi, tôn vinh danh cứu Chúa không khi nào thôi. Này trang sử tôi, này bản ca của tôi, ngợi khen cứu Chúa tôi không lúc nào thôi. NASA cũng mong rằng hội thánh chuẩn bị để tôn vinh Chúa. Đúng là Chúa chúng ta tôn vinh danh cứu Chúa không khi nào thôi. Xin mời hội thánh cùng đứng lên và chúng ta ca ngợi Chúa. Bang!
Tôi có giảng một bài giảng với tựa đề là chuyện lớn, chuyện nhỏ, và sau đó tôi thêm một phần gọi là chuyện cuối cùng. Thì có một số con cái Chúa gặp tôi nói sau bài giảng của anh mục sư có nhiều chuyện vậy. Tôi không biết là bài giảng có nhiều chuyện hay là tôi nhiều chuyện. Nhưng mà để tiếp tục thì ban đầu tôi định chọn cái tựa đề là trò chuyện, nhưng mà tôi nghĩ là chuyện đó, cho nên tôi đổi thành nói chuyện gì với nhau. Thì mỗi chúng ta là một member, mà là một thành viên trong hội thánh. Và Kinh Thánh nói rằng là mỗi chúng ta là một chi thể cho một thân thể Đấng Christ, cho một thân thể của Chúa chúng ta. Tức là chúng ta cần phải hỗ trương cho nhau để mỗi chúng ta được tăng trưởng, và mỗi tín đồ trong hội thánh tăng trưởng thì hội thánh cũng sẽ được tăng trưởng. Và hai điều cụ thể nhất để có thể bày tỏ cái sự hỗ tương cho nhau đó là qua hành động và qua lời nói. Chúa muốn chúng ta mỗi người dùng lời nói để gây dựng nhau. Đó cũng là điều mà sứ đồ Phao-lô đã viết cho hội thánh ban đầu và cũng sẽ dạy cho chúng ta trong hội thánh ngày hôm nay, là chúng ta sẽ dùng lời nói như thế nào. Sáng nay chúng ta sẽ suy gẫm một câu trong phần Ê-phê-sô đoạn 4 và sẽ nhấn mạnh về lời nói. Tuy chỉ có một câu thôi, nhưng mà lời của Chúa rất là xúc tích, rất là đầy đủ và cần thiết cho sự dạy dỗ chúng ta. Đó là câu Ê-phê-sô đoạn 4, câu 29. Tôi xin đọc trong bản truyền thống hiệu đính. Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng, để đem ơn phước đến cho người nghe. Chúng ta đến cầu nguyện với Chúa, để Chúa giúp cho chúng ta học lời của Chúa. Kính lại Đức Chúa Trời Ba Ngôi của chúng con, cảm tạ Chúa cho lời của Chúa. Giờ này con cầu xin Chúa, Thần Linh Ngài bao phủ mọi chúng con, đem lời của Chúa chạm vào mỗi lòng chúng con, tùy theo mỗi trường hợp hoàn cảnh sống của mỗi chúng con, để lời của Chúa thay đổi đời sống của chúng con. Mỗi ngày chúng con sống đẹp lòng Chúa hơn, sống giống Chúa của chúng con hơn. Con cảm tạ Chúa, con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thứ nhất, quý vị có cái tờ outline, quý vị có thể lấy ra theo dõi. Thứ nhất là lời nói xấu. Lời nói xấu ở trong Ê-phê-sô câu 4:29a, lời nói xấu là viết là chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em. Lời độc ác là gì? Lời độc ác thứ nhất là lời giả dối. Cũng giống như lời của các tiên tri giả ngày xưa, Chúa Giêsu nói về một cái ví dụ về cây độc hại thì sẽ sanh ra trái độc hại. Trong Ma-thi-ơ đoạn 7 bắt đầu từ câu 15 ghi như vậy: hãy đề phòng bọn tiên tri giả và những kẻ đội lốt chiên đến với các con,
Nhưng bên trong là muôn sói hay cắn xé. Các con nhận biết họ nhờ bông trái của họ. Nào, có ai hái trái nho trong nơi bụi gai hoặc trái vả nơi bụi tật lê bao giờ? Vậy, nếu cây lành thì sinh ra trái lành, còn cây độc thì sinh ra trái độc. Cây lành không thể sinh ra trái độc và cây độc cũng không sinh trái lành được. Bất cứ cây nào không sinh trái lành thì bị đốn và ném vào lửa. Nhờ thế, nhờ bông trái, các con sẽ nhận biết được chúng. Các tiên tri giả cũng hay dùng những cái lời nịnh để mà đưa những cái người nghe đi theo cái đường hướng sai lạc của họ. Như Châm Ngôn đoạn 29 câu 5 cũng có nói: ai tâng bốc người nào là dân cạm bẫy trước bước chân người ấy. Cho nên thứ nhất, chúng ta thấy là Chúa nói lời độc ác hay là lời dữ là lời giả dối. Thứ hai, lời độc ác hay là lời dữ cũng là lời hư thối. Trong nguyên ngữ, cái chữ độc ác hay dữ cũng có nghĩa là hư thối. Hư thối như cũng như là gỗ mà bị mục, bị hư, hoặc là bông hoa mà bị tàn héo. Quý vị có bao giờ ngửi bông hoa tàn héo cho quý vị? Trái cây bị hư, hoặc là cá bị ương. Hư thối có nghĩa là không còn xài được nữa, và cũng có nghĩa là không cần, không còn giữ lại được nữa. Matthew, sách Matthew Phúc Âm, Matthew đoạn 13 câu 48, có nói là khi mà mình đánh cá, mình kéo lưới lên á, mà những cá bắt được mà xấu á, thì phải quăng bỏ đi. Cho nên thứ nhất là lời nói xấu, lời xấu, lời độc ác là lời giả dối. Thứ hai, lời xấu là lời hư thối. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô lại nói tiếp là chớ có một lời xấu độc ác nào ra từ miệng anh em. Dĩ nhiên lời nói là phải ra từ miệng đó quý vị. Vậy ra từ miệng có nghĩa là gì? Ngày xưa thì người ta không có internet. Phần lớn chúng ta ngày hôm nay chúng ta nói, nhưng mà phần lớn chúng ta nói bằng hai cái ngón cái của chúng ta. Chúng ta lấy cái đó ra, chúng ta vậy là cũng là nói. Lời nói hay là lời viết đó, nó sẽ tỏ lộ cái nhân cách của mình. Cho thấy lời nói, nếu mà có lời nói xấu xa, thì nó ra từ lòng dạ xấu xa. Trong Matthew đoạn 12 câu, bắt đầu từ câu 13 ghi như vậy. Cũng là một cái ẩn dụ khác đến cây độc. Chúa nói nếu là cây lành thì quả cũng lành. Nếu là cây độc thì quả cũng độc. Vì xem quả thì biết cây. Hỡi dòng dõi rắn độc kia, các ngươi vốn là xấu, làm sao nói được điều tốt? Vì có đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra. Người tốt do tuyết lĩ điều thiện nên sinh sản điều thiện. Còn kẻ xấu do tích lũy điều ác nên sinh sản điều ác. Và trong Châm Ngôn đoạn 6 câu 14 cũng ghi là lòng dạ bất chính luôn luôn nghĩ độc kế hại người, mở miệng ra là gieo bất hòa xích mích. Thì cũng trong một lẽ đó, sứ đồ Phao-lô cũng cho biết thêm trong đoạn 5, sau khi đoạn này chúng ta học, sứ đồ Phao-lô kể ra những lời xấu là những lời tục tiểu, những lời nhảm nhí, những lời thô bỉ. Nói riêng về vấn đề nhảm nhí thì trong Châm Ngôn đoạn 12 câu 18 có nói: lời nói bừa bãi như gươm đâm hoàng chém bậy, lưỡi người khôn mang lại sự chữa lành. Sứ đồ Phao-lô cũng liệt kê thêm một số lời nói xấu, nhưng mà những cái lời nói xấu liệt kê này nó liên quan tới cái tính xấu. Đó là lời có tính cách cãi vã, ganh tị, giận dữ, ích kỷ, vu khống, nói hành, tự kiêu và hỗn loạn. Đó là trong Cô-rinh-tô nhì, đoạn 12 câu 20. Rất là nhiều, nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh hai điều trong cái những điều này. Đó là sự giận dữ và nói hành. Giận dữ
Giận dữ là gì? Giận dữ là một phản ứng cảm xúc khi mà chúng ta nghe thấy những điều không hợp ý của chúng ta. Có ba lý do chính mà đưa chúng ta đến giận dữ. Thứ nhất là nghe những điều đó làm chúng ta bị tổn thương, hoặc là nghe chúng ta bị bực bội, hoặc là chúng ta bị sợ hãi. Chúng ta cảm thấy bị tổn thương khi chúng ta bị sỉ nhục, chúng ta bị xúc phạm, chúng ta bị coi thường, chúng ta bị phản bội, chúng ta bị thất hứa và chúng ta bị cô lập. Quý vị có bao giờ cảm thấy như vậy không? Còn cảm thấy bị bực bội có nghĩa là khi chúng ta không còn cách nào khác làm một điều gì đó, hay là muốn biết một điều gì đó, muốn hiểu một điều gì đó theo mình mà mình muốn tìm hiểu, muốn biết và muốn làm. Còn cảm thấy sợ hãi là khi chúng ta bị bỏ rơi, chúng ta bị từ chối bởi người khác, chúng ta bị cô đơn, chúng ta bị thất bại, chúng ta làm lầm lỗi. Đôi khi lời nói của người khác làm cho chúng ta tức giận, nhưng mà đôi khi chính chúng ta cũng có những lời nói làm cho người khác tức giận. Trong Châm Ngôn đoạn 15 câu 1 ghi: lời đáp êm dịu làm cho nguôi cơn giận, còn lời nói sẵn sớm gây phẫn nộ thêm. Giận là điều tự nhiên, nhưng không có nghĩa là giận triền miên. Nếu giận quá mức, chúng ta sẽ mở cánh cửa cho ma quỷ có cơ hội lôi cuốn chúng ta vào tội lỗi. Như cũng trong đoạn 4 Ê-phê-sô câu 26-27 có nói: khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn, đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. Quý vị biết người Do Thái khi mặt trời lặn, tức là lúc mà họ phải trả tiền công cho cái ngày làm việc, mà nếu mà họ giận thì họ làm gì quý vị? Họ không trả tiền, thì cái ngày kế tiếp là cái người đi làm và gia đình họ bị đói, cho nên có ảnh hưởng lớn. Điều thứ nhất tôi muốn nhấn mạnh là điều giận dữ, và điều thứ hai là điều nói hành. Nói hành trong tiếng Mỹ, trong tiếng Anh nói là gossip. Nói hành là nói xấu, cái tin xấu, bad news, hay là một cái tin giả, fake news. Tức là mình nói xấu là nói tin xấu hay tin giả về một người nào đó và nói ở đằng sau lưng của họ. Có người thì thích nói hành với người khác, nhưng mà cũng có người rất là thích nghe người khác nói hành người kia. Châm Ngôn nói như vậy, đoạn 18 câu 8: lời kẻ mách lẻo giống như miếng ăn ngon miệng, nó thấm tận vào gan ruột người nghe. Đúng như vậy. Kể quý vị nghe một cái ví dụ trong Kinh Thánh về việc nói hành. Quý vị biết ba chị em, bà Miriam, ông Aaron và ông Moses. Bà Miriam là chị cả của ông Aaron và ông Moses. Quý vị biết bà Miriam cũng là nữ tiên tri. Trong lịch sử của người Do Thái, không có trong Kinh Thánh, ghi lại rằng bà Miriam là người rất là thẳng thắn. Bà rất là quan tâm đến vấn đề hiệp một và hài hòa trong gia đình và hôn nhân. Cho nên khi bà thấy cái đời sống hôn nhân của ông Moses thì bà bất đồng với ông Moses. Thay vì bà đến bày tỏ cái sự bất đồng đó trực tiếp với ông Moses thì bà đi gặp ông Aaron để mà bà nói về, bà nói hành ông Moses, mà ông Moses là đầy tớ Chúa. Kết quả thì Chúa phạt bà Miriam bị bệnh phung rất là nặng. Nhưng mà sau đó bà cũng được chữa lành bởi sự cầu xin của ông Moses, xin Chúa tha cho chị của ông. Cho nên Kinh Thánh dạy có khi mà chúng ta có bất đồng cá nhân với nhau thì hãy theo sự dạy dỗ trong Kinh Thánh Matthew đoạn 18 để làm biết thế nào giải quyết xung đột với nhau.
và nhất là trong hội thánh. Chưa hết, cái phần đầu vẫn còn một câu nữa là chớ có một lời dữ nào. Tại sao chớ có một? Tại sao thỉnh thoảng nói một vài lời dữ cũng được, hay là chớ có một là tự vì như vậy. Chúa Giêsu có cảnh cáo ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 36. Và ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, nếu người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói, bởi lời nói đó mà ngươi sẽ được xưng công bình, và cũng lời nói đó mà ngươi sẽ bị phạt. Sợ không quý vị? Cho nên lời nói giả dối và lời nói hư thối là lời nói xấu ra từ lòng dạ xấu. Trước khi nói, có lẽ mỗi chúng ta hỏi những gì ra từ miệng của tôi có phải là những lời xấu hay không? Hễ điều chi mà quý vị không muốn nói, không muốn người khác nói cho mình, thì mình cũng không nên dùng điều ấy nói cho họ. Ephesos đoạn 4 câu 25 nói tiếp: như vậy, mỗi người trong anh em hãy loại bỏ sự giả dối, hãy nói thật với người lân cận, vì chúng ta đều là chi thể với nhau. Như là chúng ta lột bỏ con người cũ và sống bằng một con người mới. Bởi vì Chúa ghê tởm kẻ có môi giả dối, người ăn ở chân thành Ngài rất vui thích biết bao. Đó là Châm ngôn đoạn 12 câu 22. Xin Chúa giúp cho mọi chúng ta bớt đi lời nói xấu và thay vào đó là những lời nói tốt. Nếu mà lời nói tốt là lời nói gì? Kinh Thánh ghi khi đang nói hãy nói những lời tốt đẹp có tính xây dựng. Lời nói tốt là lời nói có mục đích xây dựng người nghe. Nói thành thật để giúp cho người nghe được tăng trưởng trong đời sống đức tin mỗi ngày càng giống Chúa Giêsu hơn. Bởi vì Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện hướng đến Đấng Christ là đầu. Tuy nhiên, nói ra sự thật trong tình yêu thương là tốt, mà nói ra sự thật trong tình yêu thương không đúng lúc, không đúng chỗ thì cũng chưa chắc có ích cho người nghe. Cho nên khi đáng nói chúng ta mới nói. Kinh Thánh dạy như vậy. Chúng ta chỉ nói đúng lúc, chúng ta chỉ nói đúng lúc khi mà người khác cần nghe. Tôi không biết khi quý vị đi thăm viếng những người mà có người thân vừa qua đời, quý vị nói gì với họ? Thật sự không biết có cần nói gì hay không. Châm ngôn đoạn 15 câu 23 nói rằng: lời đáp hay làm mọi người vui thích, lời đáp hay đúng lúc thật bổ ích biết bao. Có người giữ im lặng vì họ không có gì để nói, nhưng mà cũng có người khác giữ im lặng vì họ biết lắng nghe và biết khi nào nên nói. Cho nên những lời nói tốt và nói đúng lúc nó đến từ sự biết lắng nghe. Có hai vợ chồng kia ngồi với nhau. Ông chồng quay qua hỏi người vợ: không biết trong tương lai khoa học kỹ thuật tiến bộ có giúp cho người ta có thể nói chuyện được với người bị bệnh điếc hay không? Bà vợ vui vẻ quay qua trả lời: đâu cần khoa học kỹ thuật tiến bộ, em đang nói chuyện với anh được đi mà. Châm ngôn đoạn 18 câu 13 nói: ai trả lời trước khi nghe là dại dột và sẽ chuốc lấy hổ thẹn. Không những cẩn thận trong lời nói, nhưng mà chúng ta cũng thật cẩn thận trong sự lắng nghe. Trong Gia-cơ đoạn 1 câu 19 rất quen thuộc đối với chúng ta: anh chị em phải biết điều này. Chúng ta phải biết điều này. Mỗi người phải mau nghe, chậm nói, chậm giận. Nếu không lắng nghe thì làm sao mình biết được nhu cầu của người khác mà mình nói?
Bây giờ kính mời quý vị lắng nghe một ví dụ về sự trò chuyện của một đôi vợ chồng trẻ. Xin quý vị lắng nghe để phân biệt được sự khác nhau giữa người biết lắng nghe và người không biết lắng nghe. Đoạn ghi âm sau đây được sự góp phần của chị Ngọc Ly, của anh Sơn và chị Mai Khanh và được thâu tại phòng ghi âm đặc biệt ở nhà của anh chị Phương và Hà. Xin mời quý vị lắng nghe. Mình vừa mới tới đó 2 tuần trước mà em. Với lại anh có hẹn đi chơi bóng bàn với bạn của anh rồi. Em biết, nhưng mà thứ bảy này á là sinh nhật của mẹ em. Vậy thì mình gửi cho mẹ một cái thiệp là được rồi. Anh nói vậy mà nghe được á hả? Anh là người ích kỷ nhất mà em từng gặp luôn á. Vậy là em chưa gặp nhiều người đó. Anh chưa từng thấy ông chồng nào mà muốn thăm ba mẹ vợ 2 tuần một lần. Thì em cũng đâu có yêu cầu anh đi mỗi 2 tuần đâu. Thủy nói khi cô bắt đầu giận và bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa khóc. Chung và Thủy đã chưa bao giờ học được cách lắng nghe nhau. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy tưởng tượng rằng họ đã biết lắng nghe một cách đồng cảm. Cuộc nói chuyện có thể như thế này. Em à, sao em muốn tới nhà ba mẹ cuối tuần này nữa vậy? Mình vừa mới đến đó cách đây 2 tuần mà. Thì em biết, nhưng mà thứ bảy này là sinh nhật của mẹ em. Bộ gia đình em quan trọng việc sinh nhật lắm hả? Tại em với chị em đã có thói quen làm sinh nhật cho mẹ từ hồi nhỏ rồi. Hồi đó ba còn sống, ba còn phụ, tụi em làm cupcake với lại trang trí cho mẹ nữa đó. Vậy chị của em có tới không? Có chứ, chị đâu có bao giờ bỏ lỡ mấy cái dịp này đâu. Vậy còn chồng của chị thì sao? Thì cũng có tới, nhưng mà tại mấy năm nay ảnh hay đi công tác nên không có đến được. Vậy em có thật sự cần anh đi với em không? Hay em đi một mình được rồi? Dĩ nhiên là em muốn anh đi với em rồi. Công việc của gia đình em cũng là của anh mà. Em muốn anh cũng có một phần ở trong đó. Được rồi, vậy bao nhiêu phần trăm em muốn anh đi? 100% đó anh. Ok, vậy anh sẽ đi với em. Cảm ơn anh nhiều nha ông xã. Tại sao cuộc đối thoại thứ hai rất khác? Vì chung nghe một cách đồng cảm trước khi trả lời và đã khiến anh hiểu tầm quan trọng của bữa tiệc sinh nhật và hiểu tầm quan trọng thế nào khi vợ anh muốn anh tham gia. Mặt khác, Chung cũng có thể khiến mối quan hệ của mình với Thủy tốt đẹp hơn. Anh nói với vợ anh. Em có muốn biết tại sao anh do dự về cái chuyện đến nhà ba mẹ em thứ bảy này không? Có phải tại mình mới tới đó 2 tuần không? Ừ, thì một phần thôi, nhưng cũng có những lý do khác nữa. Em có muốn nghe không? Dạ muốn, anh nói đi. Anh mới được mời chơi trong nhóm các ngôi sao giải bóng bàn của nhà thờ. Anh thiệt là rất vui về điều đó. Em biết đó, anh thích chơi bóng bàn mà. Nhưng nếu việc đi đến nhà ba mẹ em quan trọng vậy đối với em, thì anh nghĩ việc đi với em quan trọng hơn việc anh chơi bóng bàn. Ồ, vậy hả anh? Bây giờ em mới hiểu. Cảm ơn anh chia sẻ với em. Em không ngờ là anh sẵn sàng vắng mặt ở trận bóng để đến với gia đình em. À, anh làm cho em yêu anh nhiều hơn rồi đó. Nhưng mà trận đấu lúc mấy giờ vậy anh? Khoảng 2 giờ mà tại sao em hỏi? Cái phần cuối là nói về hai vợ chồng sẽ đi chung xe hay là đi riêng xe. Điều gì mà thường đưa chúng ta tới sự cãi nhau? Thường thường là không hiểu ý của người khác. Và thường thường cũng là chỉ muốn làm theo ý riêng của mình. Cho nên để giảm bớt cãi nhau, cho nên chúng ta nên lắng nghe và tìm hiểu ý của người khác trước khi mình bày tỏ ý của mình. Có lẽ quý vị nghĩ rằng sự đối thoại của anh Chung và chị Thủy cũng rất là tốt. Nhưng mà quý vị cũng có thể nói rằng những người mà không tin Chúa, không có Đức Thánh Linh trong lòng, thì họ cũng, quý vị cũng nghe họ cũng đối thoại với nhau tốt như vậy. Vậy thì có gì
có sự gì khác nhau. Chính vì vậy mà sứ đồ Phao-lô không có ngừng ở tại đó. Những lời nói tốt có tính gây giận và nói khi cần nói, nhưng nói để đem phước đến cho người nghe nó còn tốt hơn. Đó là lời nói có ơn, để đem phước đến cho người nghe. Vậy làm sao chúng ta có thể nói để đem ơn phước đến cho người nghe? Tức là dùng lời nói qua hai cách. Cách thứ nhất là qua sự hiểu biết về lời Chúa trong Kinh Thánh, và thứ hai là qua sự làm chứng về kinh nghiệm của Chúa đã làm trên đời sống của chúng ta. Ơn phước là những gì đến từ Đức Chúa Trời. Có những lời có ơn sẽ đặt trọng tâm vào lời của Đức Chúa Trời cho đời sống đức tin và dựa vào căn bản dựa vào lời Kinh Thánh. Cho nên những lời nói, hãy nói với nhau những lời có ơn, là lời nói đó phải đến từ lẽ thật của lời Chúa, đến từ ý muốn của Chúa, đến từ lời hứa của Chúa, đến sự tự tha tội của Chúa, đến từ ánh sáng của Chúa, đến sự sống của Chúa và đến từ tình yêu của Ngài. Hãy xem Chúa nói điều gì khi mà Ngài đem ơn phước đến cho người khác. Trong phúc Luca đoạn 4 có ghi lại một câu chuyện như vậy. Khi Chúa mới bắt đầu rao giảng vào chức vụ rao giảng, thì Chúa Giê-xu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen thì vào ngày Sa-bát, Ngài đến nhà hội đứng dậy để đọc. Có một người trao cho Ngài một cuộn sách tiên tri Ê-sai. Ngài mở ra tìm thấy chỗ có chép, đó là Ê-sai đoạn 61 câu 1 và câu 2. Khi đọc xong, Ngài cuốn sách lại trả cho người phụ lễ rồi ngồi xuống. Mọi người trong nhà hội đều chăm chú nhìn Ngài. Ngài bắt đầu nói với họ: "Hôm nay lời Kinh Thánh mà các ngươi vừa nghe đã được ứng nghiệm." Cái câu 22 của Luca đoạn 4 nói như vậy: mọi người đều làm chứng tốt về Ngài và kinh ngạc trước những lời đầy ơn phước từ miệng Ngài. Họ hỏi: chẳng phải người này là con của Joseph sao? Chúa nói điều gì mà có vẻ mọi lời Chúa nói ra đầy ơn phước? Tại sao người nghe người ta kinh ngạc những lời như vậy? Những lời trong sách tiên tri đâu phải là mới lạ gì đối với dân Do Thái. Họ đọc đi đọc lại rất là nhiều. Nhưng mà tại sao khi Chúa Giê-xu nói thì nó có vẻ như đầy ơn phước? Để tôi đọc lại Ê-sai đoạn 6 câu 1 câu 2 cho quý vị nghe. Thánh Linh của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta để truyền giảng tin lành cho người nghèo. Ngài đã sai ta để công bố những người bị giam cầm được phóng thích, người mù lòa được sáng mắt, người bị áp bức được tự do, và công bố năm thi ân của Chúa. Và quý vị biết, cái đó là mới có nửa câu và Chúa ngừng lại, Chúa đóng sách lại. Cái câu mà Chúa không đọc, Chúa skip, đó là: và Ngài báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta để an ủi mọi kẻ khóc than. Có nghĩa là tin lành cứu rỗi được Chúa Giê-xu loan báo ra qua lời của tiên tri Ê-sai. Nhưng Chúa muốn nói rằng Đức Chúa Trời cho con người thêm một thời gian để ăn năn. Đó là công bố năm thi ân của Chúa. Thời gian đó sẽ chấm dứt khi Ngài phán xét cuối cùng sẽ đến, tức là Ngài báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta. Cho nên Chúa Giê-xu có những lời đầy ơn phước từ miệng Ngài, và ơn phước lớn nhất cho mọi người đó là ơn cứu rỗi khi họ nghe được tin lành loan báo ra và chúng ta mọi người có cơ hội ăn năn. Cho nên lời tốt chúng ta sẽ giúp cho được người nghe được sự khôn ngoan, có lòng sống đạo đức hơn, có sự thánh thiện hơn, có đời sống bình an hạnh phúc hơn, và hơn hết được sự cứu rỗi.
Trong Colosse đoạn 3 câu 16 có ghi: nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em và anh em dư dật trong mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì sao? Vì được đầy dẫy, được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Quý vị có thể đem ơn phước Chúa đến cho người nghe. Thứ nhất, khi chính quý vị đã từng trải nghiệm được ơn phước đó cho đời sống của mình, và quý vị cũng có lòng ao ước muốn chia sẻ các kinh nghiệm đó cho người khác. Bởi vì mọi người cần nói đến cái ơn phước mà Chúa ban cho mình. Như quý vị hát bài này là chuyện ký tôi. Trong công vụ sứ đồ đoạn 20 câu 24 thì sứ đồ Phao-lô nói về cái điều này chính ông: nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn sao hoàn tất cuộc chạy đua và chức vụ tôi đã được lãnh nơi Chúa là Chúa Giê-xu để công bố tin lành và ân điển của Đức Chúa Trời. Nhưng mà đối với chính tôi sẽ nói như vậy: cuộc sống của con không có giá trị gì đối với con, trừ khi con sử dụng cuộc sống của con để làm trọn việc lành mà chính Chúa đã giao cho con. Đó là con sẽ nói với tất cả mọi người về ơn lành mà Chúa đã làm trên đời sống của con. Chúng ta mỗi người cần phải kể, phải nói cho người khác nghe về những ơn lành Chúa đã ban cho đời sống của mình, cho đời sống của gia đình mình, cho đời sống của con cái mình, cho đời sống của hội thánh mình, cho cộng đồng của mình. Có như vậy thì chúng ta sẽ giúp người nghe có thể làm trọn việc lành mà Chúa cũng giao cho người đó. Mọi người cần nói ra những ơn phước Chúa ban cho mình, cũng bởi vì mọi người cũng được cần nhận ơn phước. Quý vị biết câu cuối cùng trong Kinh Thánh ghi như thế này ở Khải Huyền đoạn 22 câu 1 là câu cuối cùng cho cả Kinh Thánh: cầu xin ơn điển của Chúa là Đức Chúa Giê-xu ở với mọi người. Mọi người, ơn của Chúa Giê-xu ở với mọi người. Cả Kinh Thánh là câu chuyện cứu rỗi của Chúa Giê-xu, và Chúa muốn mọi người cần nhận được cái ơn cứu rỗi đó là Đức Chúa Giê-xu ở với mọi người. Hội thánh cần được gây dựng khi mà mỗi người chúng ta được gây dựng và được tăng trưởng trong sự yêu thương, trong sự hiệp một. Cái bố cục đoạn Ê-phê-sô đoạn 4 có câu 4:29 mà chúng ta học hôm nay là nói về những điều mà chúng ta có thể dùng, những cách mà chúng ta có thể nói để chúng ta gây dựng lẫn nhau. Cho nên chúng ta cần phải suy nghĩ trước khi nói. Có một cái acronym, có một cái chữ mà có thể giúp quý vị và tôi để chúng ta nhớ, suy nghĩ trước khi nói. Đó là chữ think, chữ T, chữ T, chữ H, chữ I, chữ N và N và chữ K, tức là T-I-N-K. Chữ T là true. True là lời nói chúng ta có thành thật không. Chữ H, chữ H nói là helpful, lời nói có lợi ích cho người khác nghe không. Chữ I hay là chữ I là inspiring, lời nói đó có khích lệ cho người nghe hay không. Chữ N là necessary, lời nói đó có cần thiết hay không, mình nói có đúng lúc hay không. Và chữ K là kind, lời nói đó có ơn cho người nghe hay không. Và có một bài hát có những lời mà tôi rất thích. Bài hát nói về lời nói do một nhạc sĩ tên là Hawk Nelson. Bài đó có lời như thế này: lời nói có thể gây dựng bạn, lời nói có thể diệt vong bạn. Có thể bắt lửa trong lòng mà cũng có thể dập tắt nó đi. Hãy để lời nói của tôi là sự sống, hãy để lời nói của tôi là sự thật. Tôi không muốn nói một lời nào trừ khi lời đó đem trần gian quay về với Chúa. Xin chúng ta cùng đứng.
Đời của Đức Chúa Cha, sự ân điển vô biên của Đức Chúa Giêsu và sự thông công của Chúa Thánh Linh dẫn dắt, bảo vệ, an ủi, giữ gìn mỗi chúng con từ nay cho đến ngày gặp Chúa. Amen. Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, nhờ tình thương.